Thưa quý vị và các bạn, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 19 giờ ngày 5 tháng 9 đến 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 188 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 lên 2.610 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 153 ca dương tính mới, trong đó 73 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc khu phong tỏa, 34 ca phường Vĩnh Lạc, 20 ca phường Vĩnh Thanh, 15 ca phường Vĩnh Quang và 4 ca phường Vĩnh Bảo. 48 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng, 20 ca phường Vĩnh Quang, 10 ca phường Vĩnh Bảo, 10 ca phường Vĩnh Thanh và 8 ca phường Vĩnh Lạc. 29 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, 3 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 2. Nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên 1.208 ca. Huyện Hòn Đất ghi nhận 16 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng, 2 ca Mỹ Phước và 1 ca Mỹ Lâm. 3 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, 10 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 2. Nâng tổng số ca mắc của Hòn Đất lên 109 ca. Huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp đang cách ly tại nhà Kinh 1A Tân Thuận, nâng tổng số ca mắc của Vĩnh Thuận lên 146 ca. Huyện U Minh Thượng ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 Minh Thuận, nâng tổng số ca mắc của U Minh Thượng lên 4 ca. Huyện Kiên Lương ghi nhận 16 ca dương tính mới là các trường hợp test nhanh sàng lọc cộng đồng, 8 ca xã Bình Trị, 7 ca xã Hòa Điền, 1 ca thị trấn, nâng tổng số ca mắc của Kiên Lương lên 343 ca.